Chốt luôn mọi người ạ. Chốt. Đi đi. Chốt luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vào và làm thủ tục. Ok. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nhá. Thì hôm nay mình cũng không làm một clip chôn, không làm một clip nấu ăn và không làm một vlog gì cả. Thì sau một thời gian gọi là mình đã làm YouTube thì hôm nay mình sẽ gọi là đã thu được gọi là một chút là để tự thưởng bản thân mình. Thì hôm nay tôi sẽ gọi là đi mua một con siêu xe nhé, phân khối lớn để gọi là tự thưởng bản thân của tôi đã mơ ước rất là lâu rồi. Thì hôm nay tôi cũng đã có thể thực hiện được. Và bây giờ mọi người hãy cùng theo tôi để xem cái hành trình tôi đi mua con xe phân khối lớn này và tôi sẽ review cho anh em xem nhé. Thì cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình và xem video, đăng ký kênh, chia sẻ để mình có được ngày hôm nay. Và mọi người hãy chia sẻ và chia sẻ hơn nữa và ủng hộ mình thật nhiều hơn nữa để mình có thể có được đạt được những ước mơ cao hơn trong tương lai. Đấy, mong sao mọi người hãy giúp đỡ và đăng ký kênh, chia sẻ thật nhiệt tình nhá. Thì bây giờ mình sẽ gọi là đi mua con siêu xe phân khối lớn đấy nhá. Mọi người hãy đi cùng tôi. Ok. Được rồi. Ok nhá. Anh em thấy tôi theo ba lô tiền chưa? Đó, rất nhiều tiền bây giờ. Gọi là cửa hàng xe máy, giờ tôi sẽ vào tôi mua siêu xe nhá. Ok. Ở xem con SH nào. Này đời 2020 rồi. 150. Con này bây giờ giá bao nhiêu chị? Con này bây giờ là 98.500. Máy 150. 98. Đây là một phân khối luôn mọi người ạ. Một phân khối lớn. Để xem phân khối lớn. Không mua xe ga. Con kia hơn. Đấy con đấy hơn. Ừ. Con này CB 300. 128 triệu. Nhìn con này dáng ok hơn. Nhìn con này hơn con bên kia. Con bên kia giá nào? Đúng rồi. Hay đơn giản mà. Còn cái này có trong đồ đăng ký. Đây. Em đi xem tình hình như nào. Con này được. À bên không còn 15. Có 15.
Nãy người thích đi đâu phải nhòi người đúng không? Mình sẽ đi xem giờ 15 phút. Cái này giống con điện thoại nhá. Đấy, anh chú này sang đây. Hả? Chưa anh lấy đây rồi. Đây. Đây con này bao nhiêu? Đúng ý chưa? Từ từ cũng chạm chân. Đây. À, tiền đấy, à tiền đấy, sách đã bạn rồi. Anh Tú ơi, cầm em cái này. Được không? Hóa. Nhìn trong phòng quá, đứng ra xa xa đi, lấy cả mà con này nó hơi ấy. Nhìn nó kiểu gì? Đã biết rồi. Nhưng mà con này con này có phải thay bằng không? Con này có 150. 150 đi con 3 đi con 300 kia thì phải thay bằng. Ưng không? Chốt luôn mọi người ạ. Chốt đi đi. Chốt luôn nha mọi người, bây giờ mình sẽ vào và làm thủ tục. Ok. Ok nhá, mình đã mua chưa xe vào rồi. Sau một thời gian đi gọi là tìm mãi mới được con giờ 15 gọi là cực chất luôn. Phân khối lớn luôn. Mọi người nhìn thấy xe mình không? Đây. Đây, ui là chất luôn. Giờ 15 đẹp luôn. Bắt này. Đâu à? Đi ra lên con xe của anh chở. Ui là con giờ 15 thì chở đẹp quá. Đấy rồi, lên xe anh chở. Nhanh. Đưa xuống đây. Thằng kia đưa xuống đây không bắn. Lên xe anh chở đâu. Đấy rồi. Bắt đầu nhá. Chạy tiếp này. Đây em thấy con xe của anh. Ngon không? Mình chạy tiếp nhá, mình chạy test thử con giờ 15 mình mới đi mua kia về nhá.
Đây à, có chế độ tự chạy không người lái luôn. Đấy. Thấy không? Kinh nhờ. Đấy. Mới chạy ơi, đã phóng tiếp mù luôn. Đấy. Đấy à, mọi người thấy sau bao nhiêu ngày tháng mình đã làm clip thì cuối cùng mình cũng tự thở mình được một con xe thực chất. Cái con đi học. Mọi người nhớ xem like. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đăng ký kênh mạnh vào, xem chia sẻ mạnh vào. Đấy thì mình mới có tiền để mình mua con thật được nhá. Mọi người nhớ nhá. Like, share, đăng ký mạnh vào. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Bye bye.